Tin sáng 30 giây hôm nay có gì? Cuộc bầu cử diễn ra ở Mỹ có công bằng không? Đó là câu hỏi của một bộ phận dân chúng ở nước Mỹ và cả những chính khách trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Và tất nhiên ông Trump cũng cho rằng đó là một cuộc bầu cử không công bằng và có dấu hiệu gian lận. Bao giờ mới hết những lùm xùm liên quan đến sự kiện này? Hẳn chúng tôi cũng như quý vị đã quá mệt mỏi để cuốn theo sự kiện này của nước Mỹ. Nước Ý đang trải qua một mùa Giáng sinh vô cùng kỳ lạ. Do sự ảnh hưởng của triều cường nên hầu hết diện tích của Venice, một địa danh nổi tiếng của nước Ý, chìm trong biển nước. Không còn một nơi nào khô ráo nên người dân địa phương đành phải làm một mô hình Giáng sinh ngay trong nước là cách để chào đón Giáng sinh và năm mới của mình. Thật đáng trách khi phải tìm đến sự giải thoát cuộc sống bằng những hành động tiêu cực. Ấy vậy mà một bộ phận giới trẻ vì một lý do nào đó đã hướng mình đến lối sống tự hủy hoại bản thân. Tỷ lệ này ngày càng gia tăng, đến nỗi nó trở thành một vấn nạn tiềm ẩn khiến cho xã hội và gia đình phải lưu tâm tới. Làm gì để tạo sức đề kháng trước vấn nạn tự hủy hoại bản thân của giới trẻ? Phản ánh của phóng viên Tin sáng 30 giây. Khi một dự án từ thiện được ươm mầm và được triển khai, nó đã tạo nên những ý nghĩa nhân văn cho cuộc sống này. Nhưng nếu kết nối và lan tỏa hơn những giá trị nhân văn ấy, thì cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống thêm bao người sẽ được giúp sức và bảo bọc chở che. Lan tỏa 30 giây hôm nay là câu chuyện của một cô gái trẻ với sự kết nối từ tâm của mình để những giá trị thiện nguyện mãi nhân ra và lan tỏa. Hãy giữ tín hiệu và đồng hành cùng Tin sáng 30 giây quý vị nhé! Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày NASA phóng kính thiên văn vũ trụ Hubble lên quỹ đạo, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã công bố những hình ảnh không gian tuyệt đẹp mà kính thiên văn này chụp được. Những bức ảnh này trước đây chưa từng được công bố mà chỉ dùng để nghiên cứu khoa học. Mục đích của các nhà khoa học khi mang kính viễn vọng Hubble lên không gian là muốn tìm hiểu thêm về khoảng không chúng ta đang sống, như hình thù các tinh vân, các thiên hà, các cơn bão bụi của sao hỏa và nhất là về sự hiện diện của hố đen vũ trụ. Bên cạnh đó cũng mong muốn tìm hiểu thêm về sự sống ngoài vũ trụ và khả năng tồn tại của người ngoài hành tinh. Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới, nhưng nó là kính viễn vọng lớn và mạnh nhất từng được phóng tới nay. Nó được đưa lên hoạt động trên quỹ đạo trái đất tại độ cao khoảng 610 km, cao hơn 220 km so với quỹ đạo trạm không gian quốc tế ISS. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble, sinh năm 1889 và mất năm 1953. Hubble được xem là một chứng nhân bên ngoài không gian, thấy được sự thay đổi ở các hành tinh mà nó quan sát. Có thể nói những gì Hubble thấy là xác thực nhất cho những diễn biến và đổi thay mà con người chưa thể nào hiểu hết được về những bí ẩn ở bên ngoài hành tinh của chúng ta. Vâng, xin được gửi lời chào Tùng với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi Tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC. Ngày hôm nay thì Quang Huy và Tú Trinh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, góc nhìn từ trên cao ngày hôm nay chính xác là rất cao thưa quý vị. Đó chính là những hình ảnh mà Quang Huy nghĩ rằng là rất đáng tự hào về ngành không gian học của toàn nhân loại của chúng ta. Và không riêng gì NASA của Mỹ mà Quang Huy thấy rằng là có các cường quốc không gian khác, ví dụ như là Nga hay là Trung Quốc, cũng đã có những cái sự chuyển mình để có thể chạm tay đến với các thực thể cũng như là các hành tinh bên ngoài vũ trụ. Và mọi người vẫn có thể nói với nhau rằng là không gian đang là một đấu trường mới mà ai cũng muốn tranh giành. Đúng vậy thưa quý vị và Quang Huy, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn tích cực hơn thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là phát triển khoa học của con người ở trong cái lĩnh vực không gian quả thực là đáng nể. Và nếu chúng ta sử dụng những thành tựu này với những cái mục đích tích cực thì nhân loại sẽ tiến tới một cái tương lai tốt đẹp hơn rất là nhiều, đúng không Quang Huy? Và nhắc đến vũ trụ cũng như là nhắc đến dải ngân hà thì trong chiêm tinh học người ta hay thường nói rằng là mỗi người chúng ta đều có một cái ngôi sao chiếu mệnh. Và nhắc đến ngôi sao chiếu mệnh thì làm tôi nhớ đến hai nhân vật mà đang là tâm điểm của thế giới hiện nay. Và không biết rằng là sao chiếu mệnh của hai nhân vật này như thế nào. Và nói đến đây thì không biết Quang Huy có đoán được rằng là hai nhân vật này là ai không? Dạ dĩ nhiên là đoán được rồi, đó chính là Joe Biden và Donald Trump. Và dĩ nhiên là thông tin về hai nhân vật này sẽ tiếp tục được chúng tôi truyền tải với tất cả quý vị trong Tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Hãy cùng giữ tín hiệu và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nha. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì vẫn còn rất nhiều những ý kiến tranh cãi về kết quả bầu cử. Người thì ủng hộ, người thì phản đối và đang so kè nhau rất gay gắt từ cả hai phía. Ngay trong đảng Cộng Hòa thì cũng có nhiều chính trị gia kêu gọi rằng là mọi người hãy nên chấp nhận kết quả bầu cử. Nhưng cũng có những chính trị gia khác thì cương quyết tiếp tục chiến đấu vì công bằng của cuộc bầu cử.
Dạ, chính xác là như vậy. Và cụ thể là trong cuộc kinh lý tới bang Georgia mới đây thì Phó Tổng thống Mike Pence đã cho biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã nhận được gần 75 triệu phiếu bầu, trở thành Tổng thống Cộng hòa nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử. Ngoài ra thì đảng Cộng hòa cũng có thêm 12 ghế ở Hạ viện và ông nói rằng đội ngũ đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục chiến đấu để những phiếu hợp lệ được kiểm và những phiếu bất hợp lệ phải bị bỏ đi. Lần tới Georgia này thì ông Pence cũng nhằm trợ giúp cho hai ứng viên Cộng hòa đang đấu với hai ứng viên Dân chủ để đại diện cho bang Georgia tại Thượng viện. Nếu một trong hai người chiến thắng, đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục kiểm soát cơ quan lập pháp này. Hiện họ đang có 50 ghế. Và thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Politico thì bà Jill Biden, phu nhân của ông Joe Biden, đã phản bác một bài báo trên tờ Wall Street Journal cho rằng bà đang dùng bằng tiến sĩ giả. Bà Jill Biden nói, tôi thật sự bất ngờ về bài báo đó, cách nói của họ giống như cái gì đó rất là con nít. Tôi rất tự hào về bằng tiến sĩ của mình và tôi đã phải rất vất vả mới có được nó. Bà Jill Biden hiện đang giảng dạy tại Đại học Cộng đồng Virginia. Bà cho biết sắp tới sẽ không có kế hoạch nghỉ việc dù chồng mình có trở thành tổng thống hay không. Và thưa quý vị, theo các nguồn tin từ đảng Dân Chủ, ông Biden dự tính bổ nhiệm bà Tip Haaland làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền kế tiếp của nước Mỹ. Nếu được Thượng viện thông qua thì bà Haaland sẽ là người da đỏ đầu tiên giữ một vị trí trong nội các của Mỹ. Bà Haaland là hạ nghị sĩ đại diện cho bang New Mexico trong Quốc hội từ năm 2019. Bà cũng ủng hộ các chính sách sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo mà chính quyền của ông Joe Biden đang theo đuổi. Và chúng tôi sẽ được tiếp nối với các thông tin thế giới đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO phối hợp cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới đây, thì COVID-19 đang làm tỷ lệ thất nghiệp của năm nay ở Châu Á-Thái Bình Dương tăng ít nhất là gấp đôi so với năm ngoái. Một số nơi đặc biệt nghiêm trọng như Úc, Hồng Kông, Indonesia hay Malaysia. Báo cáo nêu những vấn đề đáng lo ngại như thất nghiệp dẫn đến bần cùng hóa cuộc sống, tình huống càng éo le ở những khu vực bị phong tỏa khiến cho nhiều người bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, thậm chí đến mức độ là theo các chuyên gia, dù COVID-19 có đi qua thì họ cũng khó tái hòa nhập lại cuộc sống. Báo cáo cũng kiến nghị các chính phủ cần những biện pháp khẩn cấp và đồng khắp, bao gồm trợ cấp tiền lương, trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó thì mau mở lại các cửa hàng dịch vụ, giáo dục, dạy nghề bị gián đoạn và ưu tiên học phí với những người gặp khó do COVID-19. Và thưa quý vị, những ngày cuối tuần vừa qua, bão tuyết đầu mùa kết hợp với gió mạnh khiến cho bang New York của Mỹ chìm trong tuyết trắng. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố khi tuyết rơi dày đến 25cm ở nhiều nơi tại trung tâm thành phố New York. Tuyết rơi nhiều buộc các văn phòng chính phủ phải đóng cửa. Phần lớn các chuyến bay từ các sân bay ở New York đã bị hủy hoặc là hoãn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên thì người dân nơi đây vẫn không cảm thấy quá buồn phiền vì hầu hết đều làm việc ở nhà, mua sắm từ xa và hưởng thụ sự ấm áp bên nhà. Thưa quý vị, đang dịp Giáng sinh thì Chúa Giêsu hài đồng đã được nổi lên từ mặt nước, được bao quanh bởi Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria, cũng trồi nổi dưới ánh bình minh của đảo Burano. Đây là một cảnh tượng Chúa Giáng sinh không giống nơi nào khác ở Venice, mang đến sự kỳ diệu của Giáng sinh cho thành phố đầm phá nổi tiếng này. Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi Francesco Orazio, một người trồng rau nhưng có rất nhiều năng khiếu nghệ thuật. 60 hình dạng Chúa Giáng sinh bằng ván ép sơn được cố định bằng những chiếc cọc gỗ dưới nước. Và trong một khoảnh khắc nhất định nào đó trong ngày thì bàn chân của các bức tượng ở mức chính xác với mặt nước. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật này hy vọng là triều cường sẽ không sớm xảy ra để Chúa Giêsu và gia đình có thể bình an vô sự trong suốt mùa Giáng sinh. Và tiếp tục cũng là một thông tin liên quan tới Giáng sinh. 4 ngày trước Giáng sinh, bầu trời sẽ mang đến một cảnh tượng chưa từng thấy kể từ thời Trung Cổ. Cảnh tượng này từng được cho là đã truyền cảm hứng cho một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của Kinh Thánh. Hai hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời đó chính là sao Mộc và sao Thổ sẽ ở gần nhau và ở trên bầu trời vào ngày 21 tháng 12, gần đến mức chúng dường như được hợp nhất thành một điểm sáng duy nhất. Lần cuối cùng người ta tin rằng điều này được chứng kiến là vào ngày 4 tháng 3 năm 1226 xảy ra trước bình minh. Vì vậy, phải khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi mặt trời mọc thì mới có thể nhìn thấy được. Để xem được hiện tượng tương tự tiếp theo thì chúng ta sẽ phải chờ đến ngày 15 tháng 3 năm 2080. Còn lần tiếp theo nữa, chắc chắn nếu vậy thì con người chỉ phải đợi lâu hơn một chút nữa thôi. Đó sẽ là vào năm 2400 thưa quý vị.
Thưa quý vị, rõ ràng rằng là đối với mỗi người của chúng ta thì sự sống là một cái điều mà chúng ta luôn luôn ao ước có được. Tuy nhiên thời gian gần đây thì vấn nạn tự tử của các bạn trẻ nổi lên rất nhiều và chúng tôi có một cái điều cũng rất là thắc mắc, tại sao các bạn lại có thể dễ dàng tự tử như vậy khi mà gặp một cái vấn đề dù là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, không biết lý do là như thế nào? Vâng, và trước cái sự thật đáng buồn như vậy thì chắc chắn rằng là nhiều người sẽ không biết được rằng là một trong những lý do mà giới trẻ chọn tự tử để giải thoát là biểu hiện của một thế hệ thiếu sự đề kháng về mặt tinh thần. Và để tìm hiểu vấn đề này thì chúng tôi đã có ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia. Mời quý vị theo dõi phần tiêu điểm ngay sau đây. Theo thống kê của The Economist, trung bình mỗi năm 100.000 thanh thiếu niên Trung Quốc tự tử, con số đứng đầu thế giới, nghĩa là cứ một phút là có 2 người tìm đến cái chết và 8 người khác có ý định tương tự. Phần lớn nguyên nhân liên quan đến áp lực học tập, gánh nặng từ gia đình và những xung đột ở trường học. Còn tại Việt Nam, vụ việc về một nữ sinh An Giang uống thuốc tự tử ngay tại trường để chứng minh bản thân không mắc lỗi như nhà trường đã quy kết mới đây lại khiến người ta bàng hoàng nhớ lại những câu chuyện đau lòng khôn nguôi, như chuyện nữ sinh ở tỉnh Quảng Nam đã treo cổ tự tử khi biết mình không đủ điểm chuẩn để vào trường đại học luật, hay trước đó một nữ sinh 16 tuổi ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nhảy cầu tự vẫn để giải thoát vì thường xuyên bị mẹ la mắng, chê bai, so sánh. Có thể người lớn, thầy cô, cha mẹ đã có cách ứng xử làm các em tổn thương, nhưng liệu rằng giới trẻ bây giờ có đang thiếu sức đề kháng tinh thần, thiếu khả năng đương đầu với khó khăn, nghịch cảnh hay không? Đứng trước một vấn đề thì con người cần phải có sự lựa chọn, và để lựa chọn đúng, lựa chọn tốt thì con người phải có cái kỹ năng, đó là tư duy phản biện, và đưa ra được nhiều giải pháp cho một vấn đề, và đôi khi những giải pháp đó có thể là đối lập với nhau. Và những đứa trẻ mà có những cái ứng xử thiếu thông minh, thiếu kỹ năng đó, nó là một cái hệ lụy mà từ phía nhà trường, từ phía gia đình, từ phía xã hội, chứ không chỉ là một cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy. Từ đó thì chúng ta thấy phụ huynh cần phải thay đổi quan điểm trong việc là giáo dục con. Thay vì chúng ta dạy họ trẻ là con phải làm gì, thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần của trẻ để làm cho trẻ có đủ sức mạnh để trẻ biết rằng trẻ nên làm gì. Ngay từ bé thì từng đứa trẻ trong mỗi gia đình đã phải được dạy, được giáo dục để có thể gia tăng cái sự mạnh mẽ, gia tăng năng lực của mình để mình hoàn toàn có thể giải quyết được các cái vấn đề đặt ra. Yếu tố thứ hai nữa đó là cái kết nối cộng đồng phải mạnh. Họ kết nối với gia đình, họ kết nối với nhóm bạn bè, với đồng nghiệp, với xã hội, để ở đó những cái khó khăn, những cái vướng mắc về tâm lý và người ta có cách để người ta chia sẻ, và chính cái việc chia sẻ này là một trong những phương thức rất là trọng yếu để người ta có thể giảm tải áp lực. Cuộc sống có trầy xước, có va vấp, đau khổ thì con người ta mới có thể rút kinh nghiệm để vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, mỗi một trẻ em đều phải được đào tạo sức đề kháng tinh thần, và những người trẻ hiện nay hãy nạp cho mình một năng lượng sống tích cực để đừng biến chính mình thành một thế hệ thiếu sức đề kháng. Và cũng liên quan đến sức khỏe tâm thần thì có một sự việc rất đáng để chúng ta học hỏi, đó là vào năm 2018, vụ giải cứu đội bóng nhí của Thái Lan mắc kẹt trong hang động đã gây sự chú ý của dư luận thế giới. Sau khi các em được đưa ra ngoài an toàn thì câu hỏi mọi người thắc mắc là tại sao sau hơn 10 ngày nhịn đói nhịn khát nhưng không có ai tử vong, và nhất là không có em nào bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Câu trả lời là trong thời gian ở trong bóng tối nhịn đói nhịn khát thì các em chọn ngồi thiền. Thiền giúp cho các em giữ được sự tĩnh lặng, không hoảng hốt và duy trì được năng lượng để nuôi cơ thể trong thời gian dài. Thái Lan nhiều năm qua đã thúc đẩy việc đưa thiền vào trong trường học cũng như thành lập nhiều trung tâm thiền hành trên khắp cả nước, vừa nhằm phục vụ nhu cầu người dân vừa giúp thu hút thêm khách du lịch quốc tế đến học hỏi và trải nghiệm. Và bây giờ sẽ là thông tin liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Tết Tân Sửu 2021 đã cận kề. Năm nay thì dịch Covid-19 tác động lớn đến với đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy thì các địa phương, đoàn hội của thành phố Hồ Chí Minh càng nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để chung tay chăm lo cho người dân, thực hiện mục tiêu ai cũng có Tết ấm áp. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Tết Tân Sửu năm 2021, thành phố dự kiến chăm lo cho hơn 500.000 người, tổng kinh phí khoảng 813 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, toàn hệ thống hội phấn đấu vận động và trao tặng 50.000 suất quà trong dịp Tết Tân Sửu 2021, trị giá là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một suất. Năm nay thì hội còn mở rộng đối tượng chăm lo Tết là các cán bộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Tương tự thì Trung tâm Công tác
tác xã hội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị 20.000 phần quà tặng trị giá là 700.000 đồng một phần. Bên cạnh đó thì vận động kinh phí hỗ trợ 3.000 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh và 2.000 lượt vé xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón Tết, giới thiệu 8.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh làm thêm vào dịp Tết. Và thông tin kế tiếp thưa quý vị, người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện dưới 50 phân khối vẫn phải có bằng lái. Quy định này được nêu trong Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện thì luật giao thông đường bộ 2008 không bắt buộc sát hạch cấp bằng lái với hạng xe máy dưới 50 phân khối và xe máy điện. Tuy nhiên, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đầu năm 2020 đã bổ sung giấy phép lái xe hạng A0 dành cho xe máy dung tích dưới 50 phân khối và xe điện dưới 4 kW. Ngoài ra, thì người đủ 16 tuổi trở lên mới được cấp giấy phép lái xe hạng A0. Còn theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quá trình xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi, ban soạn thảo đã tính các phương án đào tạo, sát hạch với nhóm phương tiện xe máy dưới 50 phân khối và xe máy điện. Cụ thể thì sẽ xây dựng các bài sát hạch tương đồng với hệ thống sát hạch xe gắn máy, mô tô hiện nay để có thể đảm bảo tính an toàn và hạn chế tối đa việc phải mất thời gian thi lại hoặc là nâng cấp bằng lái cho người dân. Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ cần ít nhất là 1 năm để có thể luật hóa, xây dựng nghị định và các văn bản hướng dẫn. Thưa quý vị, trong những ngày rét đậm, rét hại này thì căn cứ vào điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn, cần phải chú ý thực hiện tốt một số giải pháp như các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại, phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét. Trong những ngày rét đậm thì căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết thì cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học. Và thưa quý vị, những ngày này người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ lại tất bật với công việc là tuốt lá, đánh chuyển đào lên chậu để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 âm lịch, người trồng đào ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ lại tất bật với công việc tuốt lá. Và cũng như là cây mai vàng ở miền Nam, tuốt lá là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định thời điểm ra hoa của cây đào. Việc làm này được người trồng đào theo dõi rất kỹ. Việc tuốt lá phải được thực hiện trước từ 2 đến 3 tháng, nhưng mà tùy mỗi giống đào mà thời điểm tuốt lá sẽ khác nhau và công đoạn này cũng đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm, tránh gãy cành và làm xây xác thân cây. Bên cạnh đó thì những gốc đào cũng được người dân cẩn thận cho vào chậu và dưỡng từ nay cho đến Tết. Theo nhiều hộ dân, thời tiết năm nay có vẻ ủng hộ người trồng đào, tuy nhiên vẫn chưa thể đánh giá vụ đào Tết năm nay là lãi hay là lỗ. Tuy nhiên thì năm nay là năm nhuận cho nên là các giống đào sẽ cho hoa rất sai và rực rỡ hơn so với năm trước. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh có một cô gái trẻ không phải là ca sĩ, không phải là người nổi tiếng. Nhưng mà cô gái này lại được rất nhiều người biết đến và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tin sáng 30 giây dành cho bạn ấy một cái tên, nàng thơ của Sài Gòn. Dạ, chính xác là như vậy. Và mọi người biết không ạ, cô ấy đã đi khắp nơi nè, vận động mọi người, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và điển hình nhất là chú Minh Cô Đơn, chắc là quý vị cũng còn nhớ là một cái trường hợp mà đã giúp đỡ cho những bạn sinh viên khó khăn đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dành khoảng thời gian của Lan Tỏa 30 giây để cùng gặp gỡ với người bạn đặc biệt này quý vị nhé. Từ một cô gái bình thường, Trúc Phương bỗng trở nên nổi tiếng ở cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thật vì những hành động thiện nguyện của mình. Tháng 8 vừa qua, lời kêu gọi giúp đỡ chú Hải lái xe ôm ở huyện Bình Chánh giúp chú mua xe mới để mưu sinh của Trúc Phương đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Hay trường hợp mới nhất được Trúc Phương giúp đỡ là chú Quân bán kem nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, gặp gỡ trong một dịp tình cờ và được biết chú có hoàn cảnh khó khăn. Trúc Phương đã hỗ trợ chú sửa chữa lại nơi ở. Trong ngày căn phòng được tân trang xong, chú Quân xúc động cho biết. Bây giờ nó sửa lại, ở chạy được. Chạy được bây giờ lấy giường nó ngủ ở đây. Nó nằm mua lót, chạy vô, nói vậy đó.
Dù đã giúp được nhiều người, nhưng cũng có những trường hợp dù rất muốn nhưng Trúc Phương không thể nào giúp đỡ được. Cô chia sẻ. Có nhiều trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, nhiều trường hợp mà thật sự là em thương nhưng mà em không thể đi lên được, mà cũng không biết địa chỉ chính xác hoặc là thế này thế kia, khó khăn bập rập, nên cũng có nhiều trường hợp mà để lại trong em một cái nỗi buồn là mình không có giúp được người ta. Dạ. Chính nhờ những hành động đẹp và lương thiện này, Trúc Phương đã được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp của năm 2020, một giải thưởng xứng đáng cho tấm lòng nhân hậu, luôn muốn cống hiến giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Chia sẻ về dự định tương lai, Trúc Phương cho biết. Em hiện tại thì em không có hứa, tại vì em rất là sợ hứa mà mình không làm được. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để dành thời gian cho thiện nguyện, vì cái này là em làm vì đam mê. Thì em không có nhận được lương, cũng không có nhận được cái gì hết đó, chỉ là được tình thương của mọi người thôi, cho nên em làm vì đam mê là chính. Còn mấy cái khác thì hiện tại em chưa nghĩ tới. Thưa quý vị, thời tiết những ngày gần đây thì cũng đã có những cái sự chuyển biến ở cả hai miền Nam Bắc, chắc là quý vị cũng cảm nhận rõ điều này. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần cảm nhận thời tiết từ phóng viên Lê Nhi để có thêm những lưu ý cho mình nhé. Dạ, xin chào Lê Nhi. Xin chào chị Thu Trinh, xin chào anh Quang Huy. Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực này sẽ tiếp tục rét đậm, rét hại và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Vài nơi sẽ có mưa, trưa chiều thì trời nắng. Nhiệt độ xuống thấp, trời rét sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của mọi người, nhất là những người có sức đề kháng kém như là người cao tuổi hay là trẻ em, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người có các bệnh lý về hô hấp mãn tính như là hen phế quản, viêm phổi, tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản là những đối tượng sẽ bị tái phát dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Người dân chúng ta không nên ra đường vào thời điểm rét đậm, đồng thời chúng ta nên chọn cho mình những phương thức giữ ấm an toàn. Còn đối với những người hay đi làm về khuya thì chúng ta không nên tắm nước nóng vào thời điểm này vì nó sẽ có nguy cơ xảy ra đột quỵ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ lúc này là 23 độ C, thấp hơn những ngày trước khoảng 1 độ C. Trời hôm nay thì có rất là nhiều mây và gió nhẹ. Khả năng có mưa là khoảng 40% vào ban đêm thưa quý vị. Chỉ số UV là 8 trên 10, rất là cao. Quý vị nên lưu ý bảo vệ làn da khi tham gia giao thông. Và Lê Nhi xin thông tin thêm cho quý vị là khu vực đường Nguyễn Tất Thành từ quận 1 đi quận 7 thì thường xuyên xảy ra kẹt xe, không chỉ là vào giờ cao điểm đâu. Quý vị nên lưu ý khi di chuyển qua tuyến đường này. Xin mến chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật là nhiều năng lượng. Lê Nhi, FNC đang cảm nhận thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Xin mời trở lại trường quay. Xin cảm ơn Lê Nhi. Và đúng vậy thưa quý vị, cuối năm rồi thì chúng ta còn rất là nhiều những cái công việc bộn bề lo toan, và chúng tôi cũng xin chúc quý vị có những cái năng lượng tích cực nhất để mà sắp xếp công việc của mình một cách ổn thỏa và hiệu quả nhất. Đến đây thì Tin Sáng 30 giây của Quang Huy và Tú Trinh thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Vâng ạ, và quý vị thân mến, trong tuần này thì chúng ta có một cái ngày rất đặc biệt, đó là ngày lễ Noel, ngày Giáng sinh. Chắc là quý vị cũng đã có những cái dự định chuẩn bị cho những cái ngày đặc biệt như thế này. Chúc cho quý vị sẽ hoàn thành tốt công việc của mình, có đủ năng lượng, đặc biệt là năng lượng tích cực để mà có thể chuẩn bị tốt nhất cho những cái ngày lễ đặc biệt này quý vị nhé. Và đừng quên, chúng ta có cuộc hẹn cùng với nhau vào 6 giờ sáng ngày mai cùng trên các nền tảng của FPNC cùng với Tin Sáng 30 giây. Xin chào và hẹn gặp lại.